Othea.com, mạng xã hội cập nhật tin tức, theo dõi thông tin, sự kiện công nghệ mỗi ngày. Xem hàng loạt các video clip đánh giá, review công nghệ từ các YouTuber hàng đầu Việt Nam. Truy cập ngay Othea.com để bắt kịp xu thế công nghệ ngay hôm nay. Đổi xe cũ lấy xe VinFast mới là đắt hay rẻ? Phóng viên đã có mặt ở siêu thị Smart Solution tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park thuộc Gia Lâm, Hà Nội để tìm hiểu về quy trình đổi xe cũ lấy xe VinFast. Chỉ mất 30 phút để định giá. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, phóng viên báo giao thông có mặt ở siêu thị xe Smart Solution cơ sở 1 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội để tìm hiểu thực tế quy trình đổi xe cũ lấy xe VinFast. Trong buổi sáng, phóng viên ghi nhận có khoảng 20 khách hàng mang xe đến thẩm định giá và nghe tư vấn các thủ tục để đổi xe cũ lấy xe VinFast. Theo chứng kiến của phóng viên, việc đánh giá xe của khách hàng chỉ mất khoảng 30 phút. Sau 30 phút thẩm định, một văn bản được lập ra có tiêu đề biên bản kiểm tra chất lượng ô tô đã qua sử dụng, bao gồm 5 trang in A4 mô tả lại 7 bước thẩm định phương tiện với khoảng 100 hạng mục đánh giá toàn diện về kỹ thuật của chiếc xe, được chuyên viên thẩm định và kỹ thuật viên ký tên xác nhận. Trong đó, các lỗi của xe như là bị cháy xước, bị hỏng hay là có tiếng kêu tại bộ phận nào đó đều được ghi lại cụ thể. Phần quan trọng nhất của biên bản là hạng mục định giá ghi rõ đề xuất giá bán của khách, đề xuất giá mua của chuyên viên và mức giá duyệt mua của lãnh đạo bộ phận thu mua xe cũ thuộc công ty. Một khách hàng cho hay, phần đánh giá xe cũ và thảo luận chốt giá mới là điểm mấu chốt để đi đến chung kết việc có đổi xe VinFast hay không. Nếu thống nhất được giá xe cũ thì chỉ trong buổi sáng là hoàn tất thủ tục đổi xe. Đơn cử, một chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng 4X4AT đời 2017 màu đen thuộc sở hữu của một doanh nghiệp đã vận hành khoảng 11 vạn km và có một số vết chảy xước ở thân vỏ. Khách hàng đề nghị giá thu mua là 800 triệu đồng và được Smart Solution duyệt giá thu mua là 750 triệu đồng. Những điều kiện để được đổi xe. Anh Phạm Mạnh Quân, chuyên viên tư vấn cho biết có 3 điều kiện để một chiếc ô tô cũ có thể đổi lấy một chiếc VinFast mới như sau. Thứ nhất là xe dưới 7 năm tuổi, tức là có ngày đăng ký cấp biển tính từ ngày 1 tháng 1/2013 trở lại đây. Nếu như xe đăng ký cấp biển trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 thì không thể mang đổi. Điều kiện thứ hai là xe không bị thế chấp, không nợ phí bảo trì đường bộ hoặc nợ phạt của cảnh sát giao thông, tức là khách hàng phải xử lý xong các nghĩa vụ tài chính của chiếc xe rồi mới mang đi đổi. Điều kiện thứ ba là chủ xe phải có đầy đủ các giấy tờ gốc, nếu như là xe mua lại thì phải có giấy tờ mua bán công chứng trong 6 tháng trở lên. Ngoài ra các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đều là bản gốc. Anh Quân cũng cho hay, gọi tắt là đổi xe nhưng mà quy trình pháp lý thì vẫn là khách bán xe cũ cho công ty, sau đó công ty bán xe VinFast cho khách, hai bên đối trừ phần thanh toán với nhau. Nếu xe cũ của khách hàng có giá trị cao hơn, khách hàng nhận về khoản tiền mặt chênh lệch. Nếu xe của khách hàng ít tiền hơn chiếc xe VinFast đã chọn mua thì khách hàng bù thêm tiền để nhận xe. Vì quy trình pháp lý là khách hàng bán đi xe cũ, việc ký giấy bán xe của khách hàng được Smart Solution yêu cầu chữ ký của hai vợ chồng khách hàng. Nếu như độc thân thì phải có xác nhận tình trạng hôn nhân để đảm bảo rằng tài sản đó được bán cho công ty một cách hợp lệ. Được biết, ở giai đoạn đầu tiên, Smart Solution mới triển khai tại một địa điểm thu mua xe cũ ở Hà Nội, nhưng xe đăng ký ở địa phương khác vẫn thu mua một cách bình thường. Chương trình của công ty được cho là rất mở khi áp dụng đối với bất kỳ một thương hiệu nào. Việc thẩm định và định giá xe được thực hiện miễn phí kể cả sau đó khách hàng có đồng ý đổi xe hay không. Xe sang cũng được khách hàng mang đổi. Quan sát tại khu trưng bày xe cũ của công ty, phóng viên báo giao thông ghi nhận các nhãn hiệu xe được khách hàng mang đến đổi thành công nhiều nhất là Mazda, Hyundai và sau đó đến Toyota và các thương hiệu khác. Ngoài ra cũng xuất hiện khoảng 20 chiếc xe hạng sang cao cấp như là Bentley, Mercedes, BMW kép xuất hiện ở đây, chứng tỏ có rất nhiều chủ xe sang cũng muốn thử trải nghiệm xe VinFast Lux. Anh Vũ Đỗ Hiếu, trưởng bộ phận thẩm định cho hay, từ ngày khai trương dịch vụ hôm 8 tháng 5 2020 đến nay là khoảng hơn 1 tháng trời. Công ty đã thẩm định khoảng 700 lượt xe khách hàng mang đến định giá, đồng thời bán được hơn 300 xe VinFast thông qua hình thức đổi xe cũ lấy xe mới. Trong đó có khoảng 40 xe thu mua từ xa, công ty cử người đến mua tại địa chỉ khách hàng. Thời gian tới, Smart Solution có thể triển khai đội thu mua lưu động để đi khách mua xe ở các tỉnh. Anh Hiếu cho hay, trong các dòng xe VinFast đang bán ra thị trường, tỷ lệ đổi xe Lux A2.0 là cao nhất khoảng 150 xe, tiếp theo là Lux SA2.0 khoảng 122 xe. Và dòng VinFast Fadil mới đổi được 32 xe tính tới ngày 15 tháng 6 2020. Anh cho biết thêm, đối với xe cũ đã thu mua về, công ty đang thực hiện chương trình phi lợi nhuận nên sẽ bán lại chiếc xe đó với đúng giá mua vào và không lấy lãi. Lam Anh, báo giao thông, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.